Bà ấy anh thuê nhau nhỉ? Anh ấy bây giờ dùng số nào bà? Bây giờ anh ấy dùng số nào ấy? Cái số trước cháu điện thì không được. Nhưng mà anh ấy đi đâu rồi bà nhỉ? Đi đâu? Ai biết được đó? Tưởng anh đưa cho bà anh. Tầm nào anh ấy về thì bà bảo gọi cho em Hiệp và Dương Đức của cháu nhé. Vâng.